Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe mini SUV, đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh chuẩn 9 vạn km quý vị ạ nhé. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Và cái dàn lốp này thì chủ xe vừa mới thay đôi lốp trước thôi. Đôi lốp sau còn rất là dày, nhưng mà nó bắt đầu là nó cũng do 5 tháng nó bắt đầu ải dần, cho nên là hết tuổi thọ. Tuy hết tuổi thọ nhưng còn rất là dày. Chủ xe đã thay một đôi lốp trước để đi cho nó an toàn thôi, chứ còn rất là dày nhé quý bạn nhé. Chạy chuẩn 9 vạn km ấy, còn rất là đẹp luôn. Lốp còn theo xe, hai lốp sau còn theo xe, lốp sơ cua theo xe. Và với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe 2016 này thì chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 2016 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này. Xem chiếc xe này còn mới đến đâu, đẹp đến đâu, chất lượng ra làm sao, đã đâm đụng va chạm, đã sơn xi gì chưa. Thì quý vị và các bạn cùng tôi theo sát camera của tôi quý vị và bạn nhé. Đấy, nhìn về phần bên ngoài, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nước sơn bên ngoài cũng còn zin rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, nước sơn bên ngoài thì còn zin rất là nhiều và rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, từ những cái phần nẹp chỉ này cho đến những cái phần ba đờ sốc trước này, đèn đóm này, các thứ đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn pha này đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Cụm đèn pha đều rất mới này, đèn gầm này, mặt ca lăng đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, phiên bản 1.5 Titanium rất là mới luôn. Tôi sẽ quay cho quý bạn xem về cái phần nước sơn này. Nước sơn thì quý vị bạn xem một cái góc chéo này, thấy là cái nền nó rất là đẹp đây này quý bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp luôn nhé. Cả cái nền sơn này, cái nền rất là phẳng, sơn zin nguyên bản theo xe thì rất là nhiều này. Đấy, sườn bên lái này, sườn bên phụ đều rất phẳng, rất là đẹp. Phần đằng sau đây quý bạn này, ba đờ sốc sau, ba đờ sốc sau thì đã có cả cảm biến lùi này, camera lùi quý bạn nhé. Đấy, phiên bản Titanium này, Ford EcoSport phiên bản Titanium. Đèn hậu đây quý bạn ạ, đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp. Đấy, đèn hậu đây quý bạn nhé, rất là đẹp luôn. Và cái ốp lốp sau này, lốp sau này thì chủ xe bảo chưa dùng đến lốp sau, nhưng thực tế là tôi cũng chưa mở ra kiểm tra đâu quý bạn ạ. Vì là cái lốp sơ cua ở những cái phiên bản EcoSport này là gần như là chủ xe không hay dùng đến đâu, lúc nào cũng khóa như thế kia. Đấy, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này, rất là hấp dẫn quý bạn nhé. Với chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium này là 1.5 số tự động, nhưng chỉ chạy hết 6,5 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và 8,4 lít cho 100 km trong khi đô thị. Còn nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ với 5,4 lít cho 100 km thôi quý bạn nhé, rất là tiết kiệm đấy ạ. Đấy, và ở cái phiên bản Titanium này thì quý vị bạn xem đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ giá nóc này, đề khóa thông minh, đèn nổ start stop, điều hòa tự động, ghế da, cửa nóc đầy đủ rồi.
bản này là đầy đủ nhất rồi quý bạn nhé. Và cái dàn lốp theo xe thì quý bạn nhé, dàn lốp theo xe này thì có cái lốp trước này là cả một đôi lốp trước này chủ xe vừa mới thay xong. Đấy, chủ xe vừa mới thay xong quý bạn nhé. Lốp mới tinh này là chủ xe vừa mới thay đấy ạ. Còn lốp sau đây quý bạn ạ, lốp sau là còn nguyên bản này, nguyên bản theo xe và còn rất là dày quý bạn nhé. Đây cái lốp sau này, lốp nguyên bản của xe đây này. Đét lốp là 2016 đây quý bạn này. Đấy, tuần thứ 9 năm 2016. Đây là cái đét lốp theo xe. Đét lốp theo xe mà nó còn dày như này thì quý bạn biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít đúng không ạ? Đấy, xe chạy nhiều hay chạy ít thì quý bạn phải xem ở cái đét lốp đấy nhá. Rất là đẹp. Cả một cái dàn lốp này là còn lốp sơ cua và hai lốp sau là còn nguyên bản quý vị bạn này. Đấy, nhưng cái lốp trước này là chủ xe vừa mới thay một đôi lốp xong. Thay vừa mới thay tuần thứ đây, sản xuất tuần thứ 14 năm 2022. Đấy, cái lốp vừa thay xong. Đấy, dàn lốp này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay, đề nổ tát tốp đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất quý vị bạn nhé. Nội thất thì trước tiên tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề với các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nội thất ghế da nguyên bản của xe mà còn rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, từ ghế da đến cửa nóc. Đây, cửa nóc tôi mở cái cửa nóc ra cho nó sáng quý vị bạn nhé. Đấy, cửa nóc này, trần này đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cụm điều khiển đèn tôi nổ máy lên để tôi lên xe tôi cho quý vị bạn cùng xem. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên lái này. Keo chỉ vẫn còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa này rất là đẹp này, và cái ghế đằng sau cũng rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Vì là đằng sau này thì ngồi ít, ngồi rất ít luôn quý vị bạn nhé. Trần này cũng rất là sạch quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp bi cũng như là về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý bạn nhé. Ở cái phiên bản mini SUV này thì tức là cũng thuộc cái dạng là xe gầm cao rồi quý bạn ạ. Cho nên là ngồi đằng sau nó cũng rất là thoải mái này. Đấy. Và đây, đồng hồ các thứ thì quý bạn xem. Xe được trang bị khóa thông minh, start top quý vị bạn nhé. Đấy, đây là start top này. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý bạn này. Chiếc xe này là chạy, để tôi bấm cho quý bạn xem này. Chạy chuẩn là 9.7 đây nhé. Chúng tôi không tua, chúng tôi cam kết là không tua quý bạn nhé. Đồng hồ là chuẩn này. Đấy, từ những cái phần táp bi này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Táp bi này, điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa tự động này, táp bi rất mới này. Táp lô cánh cửa này cũng còn rất là mới này. Chủ xe chạy rất là giữ gìn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần nỉ trần đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Xe được trang bị đến 6 túi khí quý vị bạn nhé. 6 túi khí quý vị bạn ạ. Cửa nóc này. Đấy, tôi cứ mở cái cửa nóc này ra cho quý vị bạn cùng xem. Rất là cái cửa nóc này thì cũng ít người dùng thôi. Nhưng mà tôi mở cho quý vị bạn xem là nó vẫn còn đang hoạt động đấy. Đấy, cửa nóc này, trần rất là sạch quý vị bạn ạ. Chủ xe này đi cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là mới luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cửa sau này nhá. Bấm điện đây quý bạn này. Đấy.
tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Cái cửa sau này thì nó không có keo quý vị bạn ạ, nó chỉ gập mép tôn này thôi chứ không có keo. Nguyên bản của xe là nó như vậy, bên dưới thì lại có keo này. Đấy, cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái ốc bản lề cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn này. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía cốp sau này lên. Đấy, cái cốp sau ở cái phiên bản xe 5 chỗ rất là rộng quý vị bạn nhé, rất là rộng này, để được rất là nhiều đồ này. Đấy, bên dưới này phụ tùng phụ kiện này, kích này, đây là kích này. Đấy, móc kéo này, các thứ đầy đủ hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là rộng luôn, cái cốp này để đồ thì được rất là nhiều đồ. Và nhìn từ đằng sau đây thì quý vị bạn thấy được này, từ những cái phần nỉ trần này cho đến những cái phần nhựa này đều còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới, rất là sạch quý vị bạn nhé. Phải nói là chủ xe cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Chủ xe đi ít mà lại giữ gìn đấy ạ. 2016 tính ra thì gọi là đi ít thì cũng không phải, 2016 đến bây giờ là chạy được 6 năm với 9 vạn km thì nó cũng là ở cái vừa phải thôi. Còn những chiếc xe nào mà chạy ít, đồng hồ ít ấy, chẳng qua là người ta có thể tua đồng hồ quý vị bạn nhé. Chứ còn nếu như mà 1 năm thì một chiếc xe thì chạy khoảng 1 vạn rưỡi là bình thường, còn chạy nhiều đến 2 vạn, còn nếu như chạy khoảng vạn thì là ít quá đó. Đấy là chạy rất ít. Rất là rộng, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây, từ những cái phần keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn đấy. Ốc bản lề. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất ra đằng sau thì rất là sạch, rất là mới, vì là chiếc xe này là ngồi ít thưa với quý bạn nhé. Nếu như ngồi nhiều thì là cái da này nó sẽ nhăn nheo này. Đấy, cái mặt da này nó sẽ nhăn, nó sờn. Đây là do ngồi nhiều, nhưng chiếc xe này ngồi ít thì là cái mặt nó rất là mới này này. Quý bạn nhìn thấy là chạy nhiều hay chạy ít là nhìn vào cái phần nội thất này cũng có thể biết được nhé. Chạy nhiều hay chạy ít, chủ xe đi có giữ gì hay không thì là chúng ta xem về cái phần nội thất này, chúng ta cũng có thể biết được là cái chủ xe như thế nào, chủ xe trước người ta đi như thế nào, đúng không ạ? Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, cũng giống như vậy thôi này, keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, táp đi này rất là đẹp. Đấy, từ những cái phần táp lô cũng đều rất là đẹp luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ. Một chiếc xe 2016 chạy 9 vạn km chuẩn. Đấy, ghế này rất là đẹp luôn này. Toàn bộ về những cái phần nội thất này đều rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về những cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo thì cái keo chỉ của cabo này thì nó lại không có keo chỉ quý bạn. Đấy, nó chỉ có dập mép như này thôi quý bạn nhé. Đấy, cái mép trong thì là cũng chỉ là dập mép thôi. Đấy, cơ bản là nó còn nguyên, rất là đẹp đây quý bạn này. Từ những cái phần nỉ chống nóng này cũng còn và rất là đẹp. Đấy, những cái phần nỉ chống nóng này, những cái phần dập mép này. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị và nhá. Đây là cái khối động cơ Ford cũng đã trang bị cho phiên bản Titanium này, là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và là đi kèm với hộp số tự động quý vị và nhá. Đấy, từ những cái ốc bản ốc chân máy này. Đây, thưa với quý bạn, đây là ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy này là còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là ốc chân máy còn nguyên, ốc mặt máy cũng còn nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như là chưa bị ngập nước ở cái động cơ này nhé. Động cơ này là nguyên bản, về cái động cơ này chúng tôi cam kết luôn quý bạn nhé. Đấy, cam kết về cái động cơ này nguyên bản.
rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Ford EcoSport 2016 mà mới lăn bánh được có 9 vạn km, chuẩn 9 vạn thì nó còn mới và còn đẹp như vậy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nguyên bản hết ạ, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, cũng như là về cái phần nội thất, cũng như là về phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016. Chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn km rồi. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả dần trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.